Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra máy tính của chúng ta có cấu hình khá là mạnh hay không, cũng như là kiểm tra cái chi tiết cấu hình máy tính của bạn ấy. Đầu tiên đấy, nếu mà để kiểm tra cấu tính mạnh ấy thì bạn nào các bạn có một bạn hỏi là kiểm tra cấu hình máy tính mạnh hay không. Mạnh hay không ấy thì tùy từng cái tùy từng bạn thôi. Có một số bạn ấy thì có cấu hình Core i7 đã thấy mạnh rồi, nhưng mà có một số bạn ấy thấy cấu hình Core i3 vẫn thấy mạnh, vâng ạ, đó tùy từng người thôi. Thực ra thì cấu hình máy tính ấy thì tùy tùy từng cái thông số các bạn ạ, đó tùy từng thông số cấu hình cũng như là cái linh kiện ở bên trong máy tính ấy đấy. Cho nên đấy, hỏi là để kiểm tra chi tiết cấu hình máy tính như nào hoặc là test hiệu năng của máy tính như nào còn được các bạn, còn để kiểm tra cấu hình mạnh ấy thì không không biết cấu hình máy tính như nào là mạnh. Được chưa? Đó. Tùy từng người ấy thì các bạn cái cảm nhận là cái máy tính mạnh hay yếu hay như nào. Được. Nhưng mà đối với mình ấy thì kiểm tra đầu tiên ấy thì mình sẽ tải cái phần GPUZ về để kiểm tra này. Đấy, GPUZ này này. Khi mà GPUZ mở lên ấy, các bạn bật cái chế độ đây này, khi mà mở ra này, đấy, GPUZ các bạn chỉ cần nhấn GPUZ ở trên phần GPUZ, được chưa? GPUZ thì nó sẽ ra thông số này, thì các bạn vào cái trang đầu tiên ấy thì nó sẽ test cả màn hình, được chưa? Đó, test đồ họa của chúng ta. Đấy, tải về. Đấy, tải về để test cài. Khi mà tải về xong ấy thì các bạn mở ra thì nó có nhà, sau đó các bạn nhấn vào cái dấu ở góc bên tay tay phải này, có một cái dấu chấm hỏi này, các bạn tích vào đây thì các bạn nhấn Start Render Test. Khi mà nhấn Start Render Test ấy thì các bạn sẽ thấy là cái biểu tượng này nó chạy này. Đấy, nó chạy này. Đó. Thì này nó sẽ test đồ họa của máy ấy. Nếu mà máy tính ổn ấy thì khi mà các bạn mở lên ấy, test đồ họa này thì nó không bị giật. Các bạn thấy nó không bị giật phải không ạ? Mình sẽ thử test full. Đây là mình test trên HD 8 fps chẳng hạn. Intel HD 8 fps rồi, chứ mình chưa không test trên cả màn hình rời nhá. Đấy. Đấy, khi mà mình test này các bạn xem này. Mình đang test trên Intel HD 8 fps 4600 à 4400. Bạn thấy chưa? Máy tính của mình ấy khi mà test như này thì cái chuột của mình vẫn di chuyển được, các bạn thấy chưa? Vẫn di chuyển được và nó không bị giật. Có một số máy bị giật ấy thì do cấu hình máy tính của các bạn đấy, nó thấp phải không ạ? Đó. Nó thấp, cái này nó cũng có thể là test cái thông số hiệu năng của cái card màn hình. Ok, được chưa? Đó. Còn cái một cái phần mềm nữa đó chẳng cái phần mềm Full Mac. Full Mac. Full Mac này. Full Mac. Cái phần mềm Full Mac để test máy tính ấy. Đấy, cái phần mềm Full Mac 3D này thì cái phần mềm này cũng test thông số máy tính. Đấy, các bạn tải cái mềm nó sẽ test trên CUDA này, OpenRL thứ. Đấy, tải về phiên bản Vision 1 chấm bao nhiêu nhỉ? Đấy. Ủa tại sao nó nhảy qua bên này này? Đây tải về này. Đây Full Mac. À đây nó quảng cáo rồi đây, Full Mac 1.21.1.0, được chưa? Khi mà tải về các bạn sẽ thấy giấy này. Các bạn sẽ tải về đây này. Đây nó sẽ tải dưới cái file này, nó chỉ trong vòng khoảng 10 MB thôi. Sau đó thì các bạn có thể sử dụng một cái phần mềm để kiểm tra phần cứng máy tính. Đấy. Cái phần mềm thông số để kiểm tra phần cứng máy tính của mình ấy, hiện tại mình đang sử dụng ấy thì nó cũng gọi là kiểm tra khá là ổn, vâng ạ. Đó. Đây các bạn có thể kiểm tra tốc độ phần cứng của máy tính. Đó, kiểm tra thông số thông tin phần cứng, nhưng mà cái này nó chỉ kiểm tra thông tin thôi chứ nó không test được hiệu năng. Test được hiệu năng thì các bạn phải cần dùng GPUZ hoặc là phần mềm Full Mac để các bạn test hiệu năng của máy, được chưa? Đấy. Hoặc là các bạn trong quá trình tải các bạn có thể là xem ở trên YouTube ấy. Xem ở trên YouTube các bạn sử dụng xem một cái bộ phim 8K, bộ phim 4K ấy. Nếu mà máy tính của các bạn khá mạnh ấy, thì các bạn có thể render giải mã được cái bộ phim 4K hoặc 8K. Ví dụ như video video 4K, 4K, 4K 60 fps đi. 60 fps. Đấy. Gọi là nếu mà các bạn xem được những cái video 60 fps mà CPU của bạn ấy lên tầm khoảng, đây ví dụ cái video này đi, thì nó lên tầm khoảng tùy thôi. Đây 4K 60 fps nhé. Đấy, có nghĩa là trong 1 giây ấy thì nó sẽ chạy 60 khung hình đó. Đấy các bạn xem này. Đó, khi mà nó xem 4K, đây là xem 4K phải không ạ? Đây, các bạn xem chưa? Đấy, nó xem 4K.
Và các bạn có thể xem thông tin GPU này. Đấy, GPU cũng như là CPU. Ở đây các bạn xem này, đó. Thấy chưa? GPU, CPU của nó lên đến 90 mấy phần trăm, nó cũng hơi bị giật. Thì cái này nó sẽ 4K nó không được ổn cho mấy. Được chưa? Đó. Các bạn xem thấy chưa? Đó. Đấy, GPU nó chạy này, đồ họa đấy. Nó đồ họa trên con Intel HD nó fix này luôn. Đấy. Các thấy chưa? Đó, nó sẽ chạy này. Đấy. Đó, như này là nó không được ổn đó. Cấu hình như này là không được ổn đối với test đồ họa phim 4K, 4K 60 frame. Mình sẽ chỉ chờ đây, không được ổn đâu các bạn, 4K 60 frame. 2K thì được. Đấy. 2K thì được. Đó, 2K thì được, các bạn thấy chưa? Nhưng mà 4K 30 frame nó lại được nhá. Đấy. Cái này thì nó hên xui lắm, nó không test thực tế được hiệu năng đâu. Ví dụ như đây là 4K 30 frame. À 4K 30 frame đúng rồi. 4K 30 frame thì nó chạy ổn các bạn nhá. 4K 60 frame thì nó khá là nặng. Được chưa? Đấy. Ví dụ như các bạn máy tính, các bạn thử mở máy tính của các bạn xem cái video hiện tại mình đang quay ấy, thì mình cũng là quay 4K 60 frame. Thì các bạn thử mở lên để quay để xem 4K 60 frame xem nó có bị giật hay không, thì các bạn cũng có thể biết được. Đấy, ví dụ như cái cấu hình máy tính này nó chỉ chạy được 4K 30 frame thôi, chứ 4K 60 frame là nó bị giật luôn. Được chưa? Đó. Đây cũng có thể là test được cái cấu hình máy tính của bạn. Đấy, mình sẽ thử quay lại 4K 60 frame nhá. Nếu mà hình ảnh chuyển động nhiều ấy thì nó sẽ gây ra hiện tượng bị giật. Đây các bạn thấy chưa? Nó không thể xem được. Đó, rồi ok nhá. Bây giờ mình sẽ mở cái full max lên để mà chạy. Đó, để kiểm tra tổng thể cái full max. Rồi mình sẽ mở cái full max lên này. Đấy, mình sẽ chạy nhá. Rồi, mở lên. Cái full max này để kiểm tra cấu hình máy tính cũng như là để test đồ họa của máy tính ấy. Đó. Cái full max này các bạn chú ý này. Khi mà test, ví dụ như các bạn test ở màn hình 1920x1080 ấy. Đấy. Thì nó test chuẩn các bạn chú ý nhá. Sau đó các bạn nhấn test này. Đấy, khi mà các bạn chạy như này ấy, thì đối với trường hợp mà các bạn chạy ấy thì máy của các bạn không bị sập nguồn hay không bị gì ấy thì nó là máy ổn và nó chạy và cả màn hình nó cũng chạy ổn, được chưa? Đó, khi bạn chạy test xong ấy. Còn đối với trường hợp mà các bạn chạy test như này, các bạn bị sập nguồn thì có thể do Vega, có thể là do main, có thể là do các kiểu, nhưng mà thường nó sẽ là do Vega hoặc là do nguồn. Được chưa? Hoặc là do CPU nhiệt độ quá nóng. Nhưng mà thường là do Vega hoặc do V nguồn thôi. Khi test như này thì nó sẽ sử dụng max cái cấu hình của chúng ta, sử dụng hết hiệu năng cái cấu hình máy tính của chúng ta để mà chạy. Đó, nó sẽ nghén GPU cũng như là CPU, đa số nó sẽ nghén GPU. Và đối với những cái nguồn mà các bạn nguồn no name và nguồn yếu ấy thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng bị sập nguồn. Chắc chắn rồi, các bạn thử cho một cái nguồn no name không đúng công suất, hoặc là công suất của các bạn chỉ khoảng 450W. Được chưa? Hoặc là 400W nhưng mà cái cảm màn hình của bạn là nốn đến 500W, hoặc là max ấy, max của cái cảm màn hình là nốn đến 500 hoặc là 600W chẳng hạn, thì lúc này các bạn cảm thấy hiện tượng bị sập là chuyện bình thường, phải không? Đối với một số trường hợp ấy nó sẽ bị sập. Hoặc là các bạn test độ phân giải cao hơn. Đấy, ví dụ như 4K. Đấy, 4K 2160p thì cái này nó không thể chạy được. Thì mình sẽ chạy ở độ phân giải như này đi. Đấy, 3840 nhân đâu nhỉ, 3840 đâu nhỉ, 3840 ở đây không có 3840 à. Tuy nhiên 38 giống như 2160p mình test nhá. Đấy, test này. Bởi vì là cái cạc màn hình là cạc mình on cho nên là nó vẫn chạy được các bạn ạ. Đấy. Đó. Cạc màn hình on cho nên là nó không tốn nhiều điện năng ấy. Đấy, nó chạy được nhưng nó bị giật, các bạn thấy chưa? Đấy, nó bị giật. Đó, cái này nó sẽ cảm thấy cái độ rung lắc cũng như độ giật. Đó. Cái này nó test hay lắm các bạn. Các bạn mua cấu hình máy tính mới, đặc biệt là các bạn mua cũ ấy, thì các bạn kiểm tra mà những cái thông số này các bạn test tầm khoảng 5 6 phút nên là các bạn biết được cái cấu hình máy tính của bạn như nào, có nên mua không nên mua. Được chưa? Cái phần mềm full max là nó ngốn phần cứng rất là mạnh, nó ngốn phần cứng mạnh hơn cả GPU Z. Đó. Khi mà các bạn chạy như này, cạc các bạn có vấn đề, các bạn chạy lâu một tí khoảng 10 phút đi thì các bạn thấy là nó nóng lên, hoặc là nó nóng lên nó bị sập. Đó.
hoặc là nguồn nhiệt các thứ ấy, nó không đủ các thứ ấy, thì các bạn kiểm tra cái này là rõ nhất. Đặc biệt là các bạn đối với trường hợp mà các bạn đã thấy là các bạn chạy ấy, ví dụ như 1080 nhưng mà khi một tí các bạn test lên cả 4K, test lên cả 8K mà nó vẫn chạy được ấy thì nó là ổn, được chưa? Đó, còn đối với trường hợp mà các bạn không test được ấy, thì thứ nhất là các bạn kiểm tra lại Vega, thứ hai là kiểm tra cái bộ nguồn của bạn, có thể là bộ nguồn nó không đủ. Ví dụ như cái Vega của các bạn ăn bao nhiêu điện, ví dụ như thường Vega của chúng ta ăn 500W chẳng hạn, ăn mắc nhá. Bình thường các bạn hoạt động như này Vega của chúng ta chỉ rơi tầm khoảng mấy watt thôi, chục watt thôi. Tác vụ nhẹ nhưng mà các bạn tác vụ nặng hết công suất ấy, thì nó có thể ăn đến đến à không đến 500W đâu, nó chỉ là tầm khoảng 200W thôi. Đa số những cái cạc màn hình ví dụ như 2080T chẳng hạn thì nó ăn bao nhiêu nhỉ? Hơn 200 mấy watt nhỉ? Cạc màn hình RTX 8000 thì nó ăn bao nhiêu nhỉ? 2080 thì nó nhiều hơn. Đấy, nó không đến đâu, nhưng mà nó sẽ sử dụng mắc cái công suất của cái cạc đó các bạn ạ. Đó, nó sẽ tốn bao nhiêu. Còn còn cái nguồn của chúng ta ví dụ 500W nó còn nuôi chi phí cho CPU, nó còn nuôi chi phí cho các linh kiện ở bên trong nữa. Được chưa? Các bạn phải tính như thế nào. Nếu mà nó vượt qua cái công suất đó thì nó sẽ dẫn đến tình trạng bị sập nguồn là chuyện bình thường các bạn ạ. Đó. Ví dụ như các bạn phải tính toán xem khi mà nó sử dụng mắc cạc màn hình ấy thì nó lên đến tầm khoảng 200W rồi, ví dụ thế chẳng hạn, hoặc là tầm khoảng 100W chẳng hạn. Đó, các linh kiện bên trong nó cũng phải rơi tầm như nào, nó đủ tầm khoảng 400W hoặc là nó như nào đấy. Đấy, các bạn phải tính toán đủ. Nếu mà nó vượt quá cái công suất đó mà nguồn nó không tải được thì nó sẽ dẫn đến bị sập nguồn đấy. Đó, đó là quá trình test GPU. Đấy. Còn đối với GPU on board ở trên main ấy, có nghĩa là GPU on board ở trên cạc màn hình ấy, đa số là nó sẽ chạy nó không tốn nhiều hiệu năng đâu, nó tốn rất là ít thôi các bạn. Đấy. Cho nên là các bạn phải chú ý cái vấn đề này. Đó, chỉ hai cái phần mềm này thôi, khi bạn mua linh kiện máy tính ấy, các bạn phải xem xét hai cái phần mềm này, nó cực kỳ nó hay. Dạ, các bạn mà chạy mà nó bị sập nguồn ấy, có thể là chắc chắn là nguồn no name là bị sập rồi, có nghĩa là nguồn không đúng công suất thực kê. Các bạn đã mua những cái bộ nguồn rất là nhẹ, các bạn cầm vào rất là nhẹ, sau đó các bạn thấy là nó ghi là 600W nhưng mà khi các bạn mà mua ấy thì nó chỉ vài chục thôi. Đấy là nguồn không không đúng chất lượng. Đó. Nguồn đúng công suất thực ấy, thường ấy cái giá tiền nó xem xem nhau, xem với cái công suất 600W thì giá của cái bộ nguồn đó nó thường phải tầm khoảng 500.000 đến 600.000, thậm chí có những cái nguồn cao cấp ấy 600W ấy thì nó đã lên đến 1 triệu rồi, phải không ạ? Đó, vì các bạn mua những cái nguồn của con xe của Colomaster của ACBL, được chưa? Đó, thường nó rất là đắt. Đó, cho nên là nó độ lên chi phí rất là cao đối với những cái bộ nguồn đúng công suất, phải không ạ? Nhưng mà đa số những cái bộ nguồn đúng công suất thực ấy, chi phí với cái watt của nó ấy, nó thường nó xem nhau. Ví dụ như bộ nguồn tầm khoảng 500W mình thấy là tầm khoảng 450.000 hoặc là tầm khoảng 500.000 các bạn đã mua được rồi. Đó, còn đối với những cái nguồn cao cấp như là con xe lúc nãy mình đã nói thì nó sẽ phải hơn số tiền đó rất là nhiều. Ví dụ như nó sẽ phải hơn, nếu mà bộ nguồn 500W của con xe thì nó sẽ phải rơi tầm 7 đến 800.000. Đó. Ở 1.000W thì nó sẽ phải rơi tầm khoảng 1 triệu 8 đến 2 triệu, nó tùy nhá. Đó, ví dụ như cái con xe LM ấy, con xe LM 1.000W ấy thì mua mới ấy, thì nó rơi tầm khoảng 2 triệu 3, được chưa? Đó, còn mua cũ ấy, nó rơi tầm khoảng 1 triệu 2. Đấy, 1 triệu 2 một cái này tùy từng cái thời gian bảo hành nữa các bạn. Đó, ví dụ như những cái các bạn mua những cái sản phẩm mà nó rẻ ấy, đa số là người ta sẽ bỏ cái thời gian bảo hành của các bạn đi rồi. Mua càng rẻ thì nó sẽ bỏ thời gian bảo hành càng 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 nhiều các bạn ạ. Đó, ví dụ như các bạn lẽ ra bán chính hãng ấy nó sẽ là 2 triệu 3 bảo hành 3 năm chẳng hạn, được chưa? Hay là bảo hành 2 năm chẳng hạn. Nhưng mà khi các bạn mua sản phẩm cũ ấy hoặc là các bạn mua không bảo hành ấy thì nó có thể là rơi tầm khoảng 1 triệu 6 hoặc 1 triệu 8 thôi, phải không ạ? Đó, nhưng mà bù lại các bạn sẽ không được bảo hành bằng đấy. Thì điều đấy là điều tất 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 yếu rồi, phải không ạ? Đó. Đó, áp dụng đối với những sản phẩm khác. Các bạn mua ấy, mua sản phẩm ấy các bạn chú ý này, nên mua ở những cái chỗ mà gần các bạn ấy, các bạn đi bảo hành nó dễ hơn. Và sau này các bạn bảo hành gì ấy thì mình thấy là nó bảo hành dễ, ví dụ như những cái khu vực miền Bắc ấy, mình đa số là mình sẽ mua ở miền Bắc bởi vì là miền Bắc thì nó bảo hành nó sẽ dễ hơn. Đó. Còn đối với các bạn ở một số các bạn ở càng gần các bạn ấy, ví dụ như các bạn đang ở tỉnh ấy thì các bạn ưu tiên mua ở tỉnh của các bạn. Đó, nhiều bạn ở
những cái chỗ như Lào Cai này hoặc Sơn La này các thứ này, các thứ này hỏi là mua thì mình cũng khuyến cáo các bạn là nên mua ở cái chỗ mà gần đấy, mà các bạn cảm thấy là sau này các bạn có gì các bạn ăn vạ nó dễ hơn, cực kỳ dễ luôn phải không ạ. Nếu mà ở xa thì người ta vẫn bảo hành cho các bạn, nhưng mà cái thời gian các bạn mà đi bảo hành nó lâu hơn và cái thời gian đi lại nó cũng khó hơn. Đây là mình chia sẻ thực với các bạn phải không ạ. Và nếu mà bảo hành được ấy thì cái chi phí các bạn thấy là nó như nào, nó đắt hơn phải không ạ, nó thường nó sẽ đắt hơn. Ví dụ như các bạn ngay các bạn chỉ nếu mà lỗi các bạn chỉ chạy tầm khoảng 50 cây thì bạn đã thấy là xa rồi, cho chứ 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 nói đến hàng trăm cây để bảo hành một cái máy tính hay các thứ phải không ạ. Đó cho nên là cái vấn đề này mình chia sẻ thêm một tí với các bạn được chưa? Đó đó là các bạn để rõ các bạn rõ hơn được chưa đấy. Còn đối với trường hợp một bạn hỏi về cái GPU thì nên chọn GPU của hãng nào? GPU thì các bạn chọn GPU của NVIDIA. Bởi vì là các bạn chọn GPU của NVIDIA, các bạn sẽ có nhiều nền tảng. Được chưa? Nhiều nền tảng hơn. Đó. Thường các bạn chọn GPU của AMD ấy, các bạn sẽ có một cái đó chính là các bạn sẽ thiếu một cái công nghệ, đó chính là công nghệ CUDA, và đặc biệt là đối với cả màn hình mới này còn có một cái công nghệ nữa, đó là công nghệ Intel, công nghệ mới đó chính là công nghệ Ray Tracing. Dạ, công nghệ này nó thiên về đổ bóng các thứ ấy, nó giúp các bạn có thể đổ bóng và mượt mà hơn, đặc biệt là các bạn xử lý đồ họa cũng như là chơi game. Đổ bóng này thì mình nghĩ là liên quan đến cái việc mà các bạn dựng hình cũng như là dựng kiến trúc 3D nhiều hơn đối với các bạn làm việc về cái nền tảng 3D. Được chưa? Cho nên các bạn đã thấy là những cái người mà làm về kiến trúc ấy thì người ta thường chọn các màn hình của NVIDIA, bởi vì là nó có công nghệ hỗ trợ cho những cái phần mềm liên quan đến cái phần mềm thiết kế bản vẽ. Được chưa? Đó, những cái phần mềm liên quan đến thiết kế các kiểu, được chưa? Nó giống như cái phần mềm làm phim ấy, nhưng mà mình nói tóm lại như là nôm na để quen hiểu, nó giống như cái phần mềm làm phim ấy, nhưng cái phần mềm làm phim đó nó chỉ hỗ trợ cho NVIDIA thôi. Vâng ạ, các bạn sử dụng NVIDIA thì nó sẽ mạnh hơn mà nó xử lý nhanh hơn, nó render. Bình thường một cái căn nhà của bạn thiết kế ra ấy, đấy, thì các bạn thiết kế ra, sau đó các bạn render. Các bạn sử dụng NVIDIA để render, các bạn sử dụng thì nó sẽ nhanh hơn là các bạn render bằng CPU mà cái card màn hình nó không hỗ trợ, phải không ạ? Đó, thế thôi. Giống như các bạn render bằng phim ấy, các bạn render phim, các bạn thay vì các bạn sử dụng CPU thì các bạn sử dụng GPU thì nó có thể nó render nhanh hơn, và GPU nó hỗ trợ thì nó cũng sẽ render nhanh hơn thôi. Đấy, cho nên là NVIDIA nó có nền tảng này. NVIDIA nó có cả cái công nghệ CUDA là một cái công nghệ bình dân rồi, và hiện tại nó có Ray Tracing, nhưng mà Ray Tracing nó hiện tại nó chưa được hỗ trợ nhiều trong một số phần mềm, nhưng mà CUDA thì chắc chắn là nó sẽ hỗ trợ cho những cái phần mềm đó. Và OpenGL thì chắc chắn cả nền tảng CPU, cả nền tảng AMD và cả nền tảng của NVIDIA các thứ ấy, nó đều hỗ trợ OpenGL, các bạn chú ý nhé. Nhiều bạn bảo là OpenGL chỉ hỗ trợ cho card này, không không, OpenGL là hãng nào cũng có thể là có được chưa? Còn đối với độc quyền CUDA ấy, CUDA của NVIDIA ấy, hoặc là Ray Tracing ấy, mà những cái hãng nào khác mà ăn cắp ấy thì sẽ bị bản quyền luôn, được chưa? Sẽ bị bản quyền, sẽ bị kiện, sẽ bị các thứ luôn, bởi vì cái công nghệ nó độc quyền, nó sáng tạo ra một cho một cái công ty thôi, công ty NVIDIA. Và còn OpenGL thì nó lại khác các bạn. OpenGL, cái công nghệ OpenGL các hãng nó đều hỗ trợ được. Ví dụ như các bạn đã thấy xử lý trên DaVinci Resolver hoặc là phần mềm Cyberlink Power Director là nó hỗ trợ OpenGL. Vâng ạ. Đó. Nhưng mà khi bạn xử lý trên Adobe Premiere thì nó lại hỗ trợ nhiều, nói là nó vẫn hỗ trợ OpenGL nhé các bạn nhé. Nhưng mà nó sẽ mạnh hơn, thiên với các bạn là về CUDA hơn. Vâng ạ. Đó, khi bạn sử dụng CUDA thì nó sẽ lại nhanh hơn. Đấy. Đó là cái sự khác biệt khi bạn sử dụng những cái card màn hình mà nó chuẩn theo cái công nghệ xử lý. Vâng ạ. Đó là cái thông tin thêm cho các bạn. Đó cho nên là các bạn đã thấy là những cái phần mềm kiến trúc là hỗ trợ cho NVIDIA nhiều lắm các bạn. Đó, mình thấy là nhiều bạn làm về kiến trúc các thứ ấy, toàn là sử dụng NVIDIA. Mặc dù sử dụng những cái card màn hình NVIDIA cũ nhưng mà nó vẫn hỗ trợ tốt hơn là những cái card màn hình mới của hãng khác mà nó không có hỗ trợ CUDA trên nền tảng của hãng NVIDIA. Đó. Đó, cho nên là
Cho nên là nhiều bạn đầu tư những cái cạc màn hình hàng trăm triệu một cái cạc màn hình, nó chỉ nhỏ tí xíu chưa bằng một nửa cái cạc màn hình chơi game của các bạn thôi. Được dạ, nhưng mà tại sao người ta phải đầu tư những cái cạc màn hình đó? Đấy ạ. Đó, bởi vì là nó có những cái công nghệ và nó có xử lý đồ họa bên trong đó nó rất là mạnh mẽ. Đúng không? Và một phần nữa là nó có một cái nền tảng, ví dụ như của Nvidia nó có cái công nghệ CUDA, đặc biệt là nó có công nghệ ray tracing này. Bạn nào mà được thấy RTX 8000 các thứ ấy thì nó hoàn toàn nó tốt luôn. Đấy. Đây là cái thông tin cho bạn về cái thông tin về thêm về các bạn về cái cạc màn hình cũng như là bên máy tính. Được chưa? 20 phút rồi. Cảm ơn anh em đã xem nội dung video này. Bye bye các bạn nhé. Goodbye.